Chào bạn à. Hôm nay anh em mình với Chèo có trò chơi các bạn ơi, chơi chỗ bong bóng nước các bạn. Thằng nào giờ năm anh em mình sẽ có đâu rồi, cái phiếu đâu rồi? Đặng lấy cái phiếu rồi. Đâu? Gặp cái gì vậy? Đây các bạn ơi. Nằm lá phiếu có tên năm anh em mình nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ lắc rớt một lá phiếu, người nào có tên trong phiếu người đó sẽ chọi năm người kia các bạn, mỗi người được chọi năm trái bóng nha các bạn. Hai anh em mình dễ dòng luôn các bạn ơi. Đậu xanh chiếc này chọi khô máu vậy. Đó các bạn, dòng để các bạn. Giờ anh em mình sẽ vô bắt đầu chơi nha các bạn. À, bạn ơi, bây giờ anh em mình bắt đầu lắc không bắt đầu anh em chơi nha các bạn. Rồi đó. Đậu xanh. Bạn đi lên đây nào ơi. Lên đây nào ơi. Này. Chuẩn bị chạy nha anh em. Người nào có tên trong phiếu người đó chọi nha anh em. Có phiếu nó tên là chọi nó giật chọi á. Gùng dữ rồi trời. Rồi tao giữ vô. Trời tên mình đậu xanh mày. Trong vòng à. Đậu hận á. Rồi giờ lắc lại nè. Rồi giờ tới ai lắc thì bỏ phiếu tôi vô. Giờ bỏ phiếu tôi vô. Tôi bị mệt rồi đó nha. Tôi rồi à. Rồi ngay chưa có một phiếu à, một phiếu à. Thế phiếu kia trước. Ai? Cho tôi coi tên đi bạn ơi. Lụp lên. Rồi tao ai lắp đó, cái mùi như ngã lắp rồi đó. Tục nha các bạn, giờ tới giờ năm lắc nè các bạn. Lắc go quăng dân một phiếu ra nha. Rồi, coi đây. Coi phải không, coi xuống đây cho tao coi đàng hoàng biết tên ai. Đọc lên đi. Đúng rồi. Lấy xuống đây nè, lấy xuống đây nè. Lấy xuống cung tên nè. Nào với tao. Thằng Ken hay gì rồi. Ken khùng chả. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Tới phiếu vô. Tới nghĩa lắc không? Tôi với ta nó không ra mình ta. Cái đậu xanh á. Ai? Trời ơi con cái một. Tao rồi. Thăm mới nè. Thăm mới tao rồi. Tên gì? Con thuộc rồi. Đủ rồi. Còn giữ 3 trái. Giữ 3 cái trên cái cuối đó. Được 8 trái rồi. Giờ là cái cuối cùng là ai ăn rồi đó chọi luôn 8 trái banh còn lại nha các bạn. Giờ tới nha. Toàn cái ông giả bỏ vô chưa? Tới ai tới hãy rồi còn con cái kìa. Đủ rồi. Đủ rồi. 5 người rồi. Dạ đúng rồi. Được rồi. Đọc đi ra con. Rồi tới ai hãy? Tôi. Chưa rồi hết rồi. Đủ được đó.
Rồi nó không lắc gì đâu lên đây. Một phiếu một nha. Rồi, chưa? Chưa? Chết. Mệt cái mặt các bạn. Muốn thịt chai hết dưới trời. Rồi các bạn ơi, mình chơi quá mệt các bạn ơi. Bây giờ anh em mình kết thúc cái video các bạn ơi. Quá mệt rồi. Chơi quá mệt rồi. Ngược ra trời. Cái đậu xanh ba trái bông trái banh đã gì trơn. Này á, bữa nào bơm vô có 80 trái quá. Xui dữ rồi trời, không sợ trời cái nào hơn trời. À bạn ơi, nếu bạn thấy video này có vui hấp dẫn, bạn cho anh em một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ các bạn. Tạm biệt các bạn. Bye bye.